Đến với anh Lê Bình Official nha. Giờ tiếp tục là kèo đấu nè anh em, kèo này 8 đều. Kèo này Bình quay 2 điểm cuối cho anh em. Quá hấp dẫn rồi. Bên kia thì anh Tí Bệnh kia cho Nam cây sung. Điểm 98 quá hay rồi. Còn bên đây là Tài nhỏ giữ đầu giò. Bên đây chỉ mình một chậm dên qua thôi, nhân mập kỳ. Bên đây sân 11m, cũng chế đủ điều đó nè. Điểm 98. Tài nhỏ chỉ giữ đầu giò thôi, chỉ mình chầm dên qua thôi. Tài nhỏ giữ nhân mập có cái kỳ nữa. Đánh đều anh em, quá căng thẳng rồi. Dên lắc cái đầu khỏi nói. Nhà đấu trường đầu mùa dên sao chùa phát hiện rồi mới điểm chính điều anh em. Pha bóng cuối nha, pha bóng cuối, pha bóng này căng thẳng nè. Kèo đấu nãy giờ Bình lo bán đồ cho nên là không có quay được mấy điểm đầu, cũng may mắn là điểm cuối điểm 8 đều 9 đều á, cho nên là hấp dẫn quá, quay luôn cho anh em coi mấy điểm cuối, quay đưa lên TikTok hay YouTube bậy bạ cho anh em coi chơi đỡ buồn. Cây vô đây mày. Trời ơi. Đánh bóng ngoài của chùm dên nha anh em, kết thúc số anh nha, kết thúc số anh bên Tí Bệnh, anh Tí Bệnh với Nam Kỳ Sung. Thắng tỷ số là 19. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Chào anh em, bye bye. Anh em nào chưa đăng ký kênh của mình nhớ đăng ký theo dõi video kế tiếp nha. Ok anh em.